Thúy Nga bất ngờ gợi lại chuyện Kim Ngân, nói đúng một câu mà cả gia Nguyễn lẫn sư cô Xuân Liên bị gọi tên. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Thúy Nga đã khiến khán giả khá bất ngờ. Cụ thể, nữ danh hài đăng một bức hình khi còn đi cùng Kim Ngân, bộ trang phục quen thuộc mà mỗi lần đưa đón Kim Ngân trong vài tháng trước Thúy Nga thường hay mặc. Vì biết rằng thời điểm đó đàn chị còn nhiều mặc cảm, không ưa thấy ai có vẻ ngoài giàu có, nên nữ danh hài mặc bộ đồ đi lễ chùa giản dị. Tuy nhiên điều đáng chú ý là câu nói có phần khá thâm thúy của Thúy Nga như sau: vạn ngày tu chưa chắc thành chánh quả, một ngày ngu thì hậu quả biết ngay. Dưới dòng trạng thái mà Thúy Nga chia sẻ, rất nhiều khán giả gọi tên Gia Nguyễn, cho rằng Gia Nguyễn vì tham lam mà ôm cục nợ, còn Thúy Nga thì rảnh nợ, khỏe đẹp mỗi ngày. Có người còn làm thơ tiếp nối Thúy Nga: áo vàng người để tu hành, chứ đâu đừng để lòng người tham lam. Nhưng cũng không tiếng người khuyên Thúy Nga, cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Điều quan trọng bây giờ là giữ gìn sức khỏe, trau dồi sắc vóc. Vì Thúy Nga đang là một nghệ sĩ tên tuổi rồi, không nên vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến việc lớn. Thắng cô hồn thì lại cô hồn biến đi, mọi chuyện đều có Phật Thánh chứng hết, ai không tốt sẽ biết ngay. Cũng có khán giả nói rằng thấy nhớ bộ trang phục mà Thúy Nga mặc khi còn đi cùng Kim Ngân, đã rất lâu rồi không được thấy lại. Nói tóm lại, cuộc vui nào cũng có hồi kết. Thật ra vẫn còn rất nhiều người nhớ đến chuyện Ngân Nga. Trong buổi biểu diễn của trung tâm Thúy Nga Paris by Night vừa qua, nữ danh hài cũng tiết lộ gặp lại danh ca Thanh Tuyền. Má Tuyền cũng nhắc về chuyện Kim Ngân Thúy Nga suốt. Nhưng quá khứ dù có tươi đẹp hay buồn thảm đến đâu, thì dù có cố níu lại cách nào, nó cũng trôi qua mất rồi. Thúy Nga chính thức thoát vai má hai, còn Gia Nguyễn thì đã thất bại hoàn toàn. Kể cả kế hoạch cuối cùng mà phe Gia Nguyễn lập ra đã chính thức sụp đổ. Gia Nguyễn hay Ngô Kỷ đều là những thành phần vô cùng cực đoan trong chuyện chính trị. Có thể dễ dàng nhận thấy, lần nào xuất hiện trước truyền thông, cả hai đều vô cớ nhắc đến chính quyền trong nước và chỉ trích chính những người dân ở quê hương Việt Nam. Gia Nguyễn lôi Kim Ngân về, nhưng lại chửi bới Thúy Nga, chỉ để mượn danh hai người này vì mục đích lôi kéo sự quan tâm từ dư luận, để phục vụ mục đích riêng. Họ thực sự muốn tìm đủ mọi cách để Thúy Nga không thể làm nghề, thậm chí là đẩy Thúy Nga về nước. Tuy nhiên, khán giả họ thông minh lắm, luôn biết được đâu là phải đâu là trái. Đến thời điểm này câu chuyện đã gần như chấm hết và mới đây đã thực sự kết thúc hoàn toàn khi kế hoạch cuối cùng của Gia Nguyễn và Ngô Kỷ để hại Thúy Nga đã thất bại. Vài tuần trước khi trung tâm Thúy Nga Paris by Night, đơn vị giải trí lớn nhất hải ngoại, vừa mới tung tấm poster quảng cáo cho sự trở lại của chương trình sau 18 tháng nghỉ vì dịch bệnh. Khi thấy sự xuất hiện của danh hài Thúy Nga, ngay lập tức Ngô Kỷ và Gia Nguyễn đã kêu gọi đồng bọn để làm một chuyện cực kỳ xấu xí. Cụ thể, Ngô Kỷ viết rằng, cực lực phản đối trung tâm Thúy Nga Paris by Night. Tô Văn Lai, Marie Tô mướn con hài Thúy Nga và con ca sĩ Phi Nhung, trình diễn trong show vào ngày 22 tháng 8. Tẩy chay. Không chỉ viết có vậy, Ngô Kỷ còn kêu gọi người khác chia sẻ nội dung này. Thế nhưng đáng buồn cho Gia Nguyễn và Ngô Kỷ, kế hoạch của họ đã thất bại toàn tập khi số lượng vé bán ra của chương trình đã hết trước ngày biểu diễn vài ngày. Thúy Nga thậm chí còn mang vai má hai để chụp hình cùng đồng nghiệp. Đây cũng là lời đáp trả nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Gia Nguyễn và Ngô Kỷ phải ôm đầu đau đớn. Chuyện Ngân Nga chính thức khép lại thì cái tên Kim Ngân cũng không còn giá trị lợi dụng về mặt chính trị với Gia Nguyễn nữa. Thúy Nga nên quên chuyện Kim Ngân đi, kẻo lại bị lỗi vào bộ phim của Gia Nguyễn. Vì Thúy Nga thực sự đã bị tập đoàn của Gia Nguyễn lừa từ lâu rồi. Chắc hẳn quý vị còn nhớ ở tập 61, sư cô nói với Thúy Nga rằng Kim Ngân muốn gửi cho bà con ở quê 100 đô để xây mộ cho ông Dương Mười, vì ông Dương Mười nuôi Kim Ngân từ nhỏ. Thế nhưng sau khi video đó được phát sóng, thì Thúy Nga đã bị một người được cho là bà con của Kim Ngân chửi té tát một cách vô cớ. Người đó nói rằng Thúy Nga làm như vậy là làm nhục dòng họ Kim Ngân. Thúy Nga chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, cứ nghĩ rằng người đó là bà con của Kim Ngân thật. Cho đến hôm nay, khi chuyện Kim Ngân đã chính thức khép lại,
thì mới có một người biết hết sự thật về chuyện Thúy Nga bị chửi về 100 đô lên tiếng. Người này có tên là Ly, cùng quê với Kim Ngân, và người đã gọi điện chửi Thúy Nga. Bà Ly cho biết bà Mười Thao hay còn gọi là Cúc Võ kết hợp với Xuân Liên Vũ dởi 100 đô về xây mã ông Dượng Mười. Chị Ly biết rõ lý lịch của người này. Bà Cúc Võ tốt nghiệp lớp cán sự điều dưỡng sau này gọi là y tá năm 1969 tại Sài Gòn. Có chồng là bác sĩ tên Lê Văn Một. Bà Cúc Võ là dì ruột của Nguyễn Thúy Vũ, mà Nguyễn Thúy Vũ là mẹ của Chu Thúy Quỳnh vợ Gia Nguyễn. Như vậy đủ thấy bà Cúc Võ không có họ hàng gì với Kim Ngân. Nhưng vì sự ganh tị ích kỷ của Gia Nguyễn mà anh ta và nhà vợ đã hợp sức chửi rủa người giúp đỡ Kim Ngân, dẫn tới cảnh Kim Ngân phải ngủ ngoài đường kêu đói như vừa qua. Nhìn thấy xót xa quá, tôi định không nói, nhưng cứ nghĩ một người từng làm việc trong ngành y mà y đức để đâu. Thấy Lê Văn Một có vui vẻ nơi chính suối không, khi mục đích của thằng cháu rể mà vợ mình mang một người có thần kinh không bình thường, không quen không biết ra làm như vậy. Kim Ngân đang được người ta giúp mà bà chửi rủa. Từ đó cả cô cháu gái là Nguyễn Tuyết Lan cũng chửi người ta không thương tiếc. Một người sai là đủ, đằng này cả họ sai luôn là sao vậy? Bà Ly thậm chí còn biết rõ tên những người con của bà Cúc Võ. Bà Ly nói rằng, các con Phi Hạnh Hằng chi có tự hào với việc làm của mẹ không? Người ta nói phúc đức tại mẫu đó. Như vậy là theo lời của bà Ly, cùng quê với Kim Ngân, thì người gọi điện chửi Thúy Nga không phải là bà con của Kim Ngân mà chỉ là người họ hàng của vợ Gia Nguyễn. Có lẽ chính Gia Nguyễn đã lôi kéo những người đó để chửi Thúy Nga ngay từ tập 61. Vậy là lộ hết sự thật ê chề, chẳng có bà con đại gia nào vì 100 đô mà chửi Thúy Nga hết. Tất cả là màn kịch mà Gia Nguyễn tạo ra, và Thúy Nga đã bị lừa ngay từ thời điểm đó. Một điều lấy làm lạ rằng sư cô Xuân Liên cũng có tên là Nguyên Võ, không biết rằng có liên quan gì đến bà Cúc Võ này hay không. Nếu như hai người này có họ hàng nữa thì quả thật là động trời. Thúy Nga đúng là đã rơi vào cái bẫy quá sâu. Thật may mắn là bây giờ Thúy Nga đã rút ra được an toàn. Bây giờ Thúy Nga có lẽ đã thấm thía vì sao mà sư cô Xuân Liên lại để yên cho bà Cúc Võ chữ Thúy Nga thậm tệ mà không giải thích giúp một lời. Qua sự việc này, có lẽ Thúy Nga phải cảm thấy thật may mắn vì đã dứt ra khỏi hoàn toàn chuyện của Kim Ngân. Nếu như cứ tiếp diễn thì không biết Thúy Nga sẽ phải đối diện với điều gì tiếp theo. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chúc tất cả mọi người được mạnh khỏe và bình an trong mùa dịch bệnh này.